Hello, chào mọi người. Hôm nay hai chú cháu sáng nay nghèo, tiết kiệm đi ăn xôi thôi. Bữa nay thì mình không có ăn phở mà mình đổi một cái món của anh chàng này giới thiệu, xôi đậu xanh. Cái này nó có chả nè, nó có hành phi nè, này có chả bông nè, mà xôi này xôi đậu xanh. À, món này món lạ đối với tao. 20g chú ạ. 20g à? Là quá rẻ. Thử coi nha. Ngon. Lâu lâu lạ thiệt. Đúng không? Ngon. Ngon. 20g với ly cà phê của chú 57g, của con 55g. Ly cà phê sữa, cà phê sữa đây 57.000 này. Còn ly cà phê đen này là 15.000 này. Còn đây thì đặc biệt là thuốc Lào là miễn phí này. Cái này được gọi là khẩu súng bazooka hả? Hoặc là khẩu súng cối vậy đấy, bazooka ngày xưa đúng không? Đó. Mình bỏ quả đạn vô đây nổ cái bom rồi hả? Đúng rồi. Đó. Ok. Đó, cái này là free. Ngon. Thuốc Lào là free. Rất là ngon. Như vậy là sáng nay ly cà phê 17 về một dĩa xôi 20 là 37.000. Tiêu chuẩn ăn sáng của chú sáng nay là 37.000. Chưa là 50.000. 37 là 1,5 đô. Một đô rưỡi. Chắc lửa nha. Được. Mềm chú ơi, xôi mềm ha. Ừ, mềm. Xôi mềm có miếng chả kìa. Có chả nè. Ngon chưa? Chả này là chả quế. Vậy thôi, cuộc sống Việt Nam vậy thôi. Nhẹ nhàng vậy chú. Nhẹ nhàng vậy thôi. Ừ, đó là đi nhiều người ở nước ngoài họ nói ở Việt Nam đói có cơm ăn. Thì có bây giờ những cái giây phút gì về ở bên Mỹ không bao giờ có. Dạ, không bao giờ có. Mình không những mà mình không có ăn mà mình còn phải chan cà phê vô nữa. Đây, 37.000. Một ly cà phê, một dĩa xôi. Cà phê sữa đá, cà phê sữa đá 17.000. 17.000. Đấy, dĩa xôi này là 20. Đó, còn ở đây còn phú vui là hút thuốc Lào miễn phí free, mà ở bên dòng có thuốc cưng ở bên cạnh có pet đấy, thuốc cưng nữa này đấy, thuốc cưng chưa đó. Chú cầm mà chú cầm rất thú yêu vị, thú vị, rất yêu thuốc cưng ha. Quay cho mọi người xem là chú ha, cho mọi người xem cái quán này đông người nha. Cà phê tít này ở đây là phường 14 quận Gò Vấp. Mọi người thấy là quán là trang trí rất là đẹp nha. Đấy, trong kia là cái bartender, cái chỗ mà pha chế. Ở trong kia là chỗ pha chế. Còn đây là chỗ pha cà phê máy. Còn bên này cái bàn bánh xôi. Đấy. Ở đây kinh doanh là một tổ hợp luôn, vừa bán xôi, bán cà phê pha máy, rồi bán các loại thức uống luôn, tất cả các loại thức uống, đặc biệt là có cà phê muối chú ạ. Ô hồi nãy ngày mai mình tới đây uống cà phê muối. Không biết cà phê muối làm sao. Ở đây có cà phê muối. Làm sao? Còn chưa uống bao giờ nữa. Bây giờ bảo muối rồi hả? Còn không biết, ngày mai mình uống mình biết. Mai mình uống cà phê muối đó. Có thể hôm nay có thấy cà phê muối 25.000 đó. Ngày mai mình uống. Không biết. Mình con cũng chưa uống nữa. Đang rất nổi tiếng ở Việt Nam. Mai thử nghiệm. Mai uống luôn. Cái gì cũng vậy, thử cho biết. Thử cho biết. Thử ai mà không thử, đúng không? Đúng rồi. Không à, nói nhìn cái tô xôi thì ở Việt Nam thì là một cái bữa ăn rất đơn giản chú ạ. Có 20.000 thôi. Nhưng mà rất là ngon. Rất ngon ha. Rất no luôn. Rất no luôn. Tới xưa cũng chưa đói nữa. Dạ. Cho nên là cái thu nhập của mình á, 12 triệu, 15 triệu một tháng với người lao động bình thường á. Đấy thì cái sức tiêu dùng, cái mức tiêu dùng của mình á, nó sức mua của mình nó cũng thấp. Rồi. Nên là có thể nói là thu nhập nếu mà để kiếm cơm ăn là một tháng thì ăn cũng hết triệu mấy thôi. Không có nhiều đâu. Có cái điều về rất là lý thú. Dạ. Chắc là lẽ là nay mày tao đây tìm tao mới nói còn tao chưa chiều vậy. Bởi vì thằng Lan nó buồn cười ở chỗ là đi anh ra đường á, anh không biết ai giàu ai nghèo, không biết đâu chú ơi, không biết đại gia là không đại gia. Dạ. Bởi vì ai cũng như ai,
cũng chạy gym, cũng chạy cúp, chạy cũng chạy cài vàng. Đừng có làm nha, đụng vô là chết đấy. Mỹ nó khác. Mỹ á, hoặc là như nước châu Âu á, anh giàu thì anh đi xe mẹ, anh đi xe sang, anh đi siêu xe, thấy không? Mà Việt Nam á, nó giàu không cần biết, nhiều khi nó bỏ trần, nó bận mình thời rộng, nó đi ráng chạy, đi xe cúp cho đi, mà đi công chuyện của nó, gần đó, châu á. Mình tưởng nó giờ nghèo, không phải. Ở Việt Nam nó có một cái vùng, nó có một vùng, anh không thể nào anh phán đoán người ta giàu hoặc là nghèo được. Đó, nó hay cái chỗ đó. Cái là người giàu họ rất khiêm tốn chú ạ. Thì chính vì chỗ đó là nó không phân biệt được. Và luôn luôn ý thức là người giàu họ luôn luôn ý thức là giúp đỡ người nghèo để vượt qua khó khăn, và giàu vươn lên để giàu cùng nhau, tức là nước lên thuyền lên, cùng lên, cùng tiến lên. Cho nên là nếu mà trong hoàn cảnh chẳng hạn đại dịch Covid đó chú, thì hầu như là tất cả các doanh nghiệp họ đều giang tay để ủng hộ tiền cho nhà nước này, rồi đặc biệt là họ mua tất cả các cái thức ăn này để đi phân phát cho những người nghèo hoặc là những người không mua được. Thì mình phải nói rằng là trong tất cả các nước, tất cả các người, con người sống đến trái đất này đều có người giàu và người nghèo. Có nhiều người giàu họ giỏi họ giàu, có nhiều người họ giàu họ do cha ông bà cha mẹ để lại. Có nhiều người nghèo họ cũng phải là họ dốt họ nghèo, họ dở họ nghèo, mà vì có thể là họ bị hoạn nạn, họ bị một cái làm ăn một cái lần nào đó bị thiên tai chẳng hạn. Nó một cách chính xác nữa là ở người dân Việt Nam chẳng có ai nghèo. Dạ. Chẳng qua vì ở chỗ là riêng ăn nhát làm thế thôi, đơn giản. Bởi vì Việt Nam mình kiếm tiền rất là dễ. Dạ, việc làm nhiều chú ạ. Việc làm đặc biệt là quá nhiều và kiếm tiền cũng dễ. Dạ. Nếu cần làm một cái chỗ phải xe lắm thôi cũng sống được qua ngày. Nhưng mà không làm sao mà nghèo được. Cái dạ. Nghèo đây có nhiều chỗ làm. Anh có nhà, anh có cửa nè. Anh có tiền xài nè, đầy đủ dư sức một tháng. Không giàu nhưng mình trung bình không đói. Dạ. Thế rồi còn cái giàu nữa thì do cái nỗ lực phấn đấu của con người, đúng không? Nói chung chăm chỉ là không có đói chú ạ. Đúng rồi. Vì bản chất là thế này, thì chú nói là cái tô xôi này nó có 20.000 à? Thì một ngày mà mình có đây một ngày đơn giản là kiếm 100.000 á, ít nhất cũng đủ tiền ăn. Ít nhất thì cũng đủ tiền ăn mà. Ok, thôi được rồi, chúng đừng chạy vòng. Rồi, ok. Cốp này cũng cà phê cà báo nữa. Ok, rồi chú chào mọi người đi. Rồi chào mọi người nha.